Xin chào các bạn. Sau một thời gian dùng thử thì mình nhận thấy cái chai xịt vệ sinh máy lạnh hiệu Sandor Kibi nữa các bạn. Dung tích là 330 ml. Thì mình thấy nó rất là hiệu quả nha các bạn. Và kể từ khi mà mình sử dụng, tức là mình làm một cái clip khoảng 4 tháng nay rồi, mình không có thêm vệ sinh máy lạnh đâu nha các bạn. Và máy lạnh hoạt động rất là êm nha các bạn. Và đây các bạn, cái chai xịt là có giá 89 ngàn nha. Link mua hàng trên Lazada mình cũng có ghi bên dưới phần mô tả của video clip này luôn. Các bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào để đặt hàng nha. Và bây giờ mình tiếp tục đặt thêm 4 chai nữa để sử dụng nữa các bạn. Và đây là cái gói hàng được gửi từ Lazada nha các bạn. Để mình khui nó ra cho các bạn xem nha. 4 chai này thì mình mua với tổng mức giá là 336.700 đồng. Nói chung xài rất là hiệu quả nha các bạn. Và với cái chai 330 ml nữa thì các bạn có thể sử dụng được cho hai máy lạnh nha các bạn, hoặc là các bạn sử dụng được hai lần. Nói chung là các bạn để lâu vẫn được, nó không có bị ảnh hưởng gì hết, tại vì nó là cái dạng xịt và nó có cái nút bịt kín. Và cái shop bán hàng này họ gói rất là kỹ nha các bạn. Gói mình mở rất là lâu mới ra được nè, rất là kỹ luôn. Đây nè các bạn, đây là cái chai xịt và vệ sinh máy lạnh là Sandor KB của Hàn Quốc nha các bạn. Một chai nè, hai chai nè, ba chai nè, và bốn chai nha các bạn. Xịt cho đã luôn. Đây là cái thiết kế của cái vỏ chai nè các bạn. Khi sử dụng thì các bạn lấy cái que này rồi, các bạn gắn vào đây và mình bắt đầu mình xịt thôi. Các bạn bẻ cái đầu này ra cho nó rớt ra, như cái khóa bạn, cái khóa bảo vệ đó, nó rớt rồi đó thì các bạn có thể xịt được nè. Đó, đây là cái thông tin mô tả thôi, thì mình thấy toàn bằng tiếng Hàn Quốc không à. Ở đây thì có một cái con tem chắc là của nhà nhập khẩu nè, xịt vệ sinh máy lạnh Sandor KB, đọc là Sandor KB đúng không các bạn. Công dụng là làm sạch máy lạnh nhanh và hiệu quả, giúp tăng độ bền cho máy, mang tính tiện lợi cao. Và trên shop họ cũng ghi nè, đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là thương hiệu Sandor KB nè. Rồi thành phần có trong khí được nghiên cứu để an toàn và bảo vệ mạch điện tử nè, giúp bảo dưỡng vệ sinh dàn điều hòa một cách dễ dàng, loại bỏ những tác nhân gây bệnh và hô hấp như là nấm mốc vân vân. Xịt bụi mọi ngóc cách với khí nén cực mạnh, xuất xứ Hàn Quốc, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái dung dịch này để vệ sinh cho cái chiếc máy lạnh đã 4 tháng nay mình chưa có động chạm tới nha các bạn. Chỉ thi thoảng khoảng 1-2 tuần thì mình lấy ra mình vệ sinh cái dạng lược thôi, cái lưới lược bên ngoài thôi. Mình chỉ rửa nước sạch thôi. Và hầu như là cả tháng nay mình không có rửa luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái máy lạnh nó lên để cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào nha. Nó có bị dơ hay không nha. Tại vì cái máy đó mình đã sử dụng dung dịch này nè để mình vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh cũng được hai lần đó. Và đây là cái chiếc máy lạnh hiệu Toshiba của mình các bạn. Chiếc máy lạnh này đã 4 tháng nay mình chưa có kêu thợ lại vệ sinh luôn nha. Và mình sẽ quay gần để các bạn xem cái quạt của nó nè. Cũng còn khá là sạch sẽ luôn nha các bạn. Và đây là cái chai dung dịch Sando KB nè các bạn. Các bạn rút cái đầu ống ra, sau đó mình vặn nó vào cái đầu xịt nè các bạn. Thao tác này cũng rất là dễ dàng, nhẹ nhàng thôi. Đó, mình bắt đầu vặn vào nè. Xong sau đó các bạn nên lắc đều nó trước khi mình sử dụng để cho cái dung dịch nó trộn đều hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Và bây giờ mình sẽ mở cái nắp máy ra để các bạn quan sát cái phần lưới lọc bên trong nha các bạn, để xem coi là khoảng hơn một tháng nay mình chưa có đụng chạm tới nè. Và các bạn thấy cái lưới lọc nó bám bụi rất là nhiều nè, đó kinh khủng luôn. Và các bạn tháo cái này ra, mình rửa nước để vệ sinh đó nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ tháo bên còn lại nè, đem xuống hết và lấy nước rửa nó. Mặc dù tấm lưới lọc nó rất là bám bụi nhưng mà các bạn thấy cái lõi bên trong nè, những cái lõi đồng bên trong nó không có bụi nha các bạn, rất là sạch sẽ luôn nè. Đó là nhờ cái dung dịch mà mình xịt đó các bạn.
các bạn có thể sử dụng một cái chiếc khăn ướt để mình lau sơ những cái vết bụi nó bám ở bên ngoài cái máy lạnh đó các bạn, cho nó sạch tí thôi. Đó, mình sẽ lau sơ sơ tí nha. Và bây giờ mình sẽ quay bên trong cái phần quạt cho các bạn xem nè. Cũng còn rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Đó là nhờ mình xịt cái dung dịch này trực tiếp vào quạt luôn đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành xịt cái dung dịch vệ sinh máy lạnh Sando Kebi vào cái dàn lạnh nha các bạn. Đây, mình bắt đầu xịt nè. Các bạn xịt đều tay thôi. Và trong quá trình xịt thì các bạn nên lắc đều cái chai cho cái dung dịch nó trộn đều, và mình cứ xịt lên thôi, xịt phủ càng nhiều càng tốt. Nói chung thì các bạn cứ xịt thoải mái vì cái dung dịch nó cũng còn khá nhiều, 330 ml, và các bạn có thể sử dụng được 2 lần, hoặc là mình có thể sử dụng cho 2 máy lạnh luôn nha các bạn. Đây mình bắt đầu xịt nè, và các bạn có thể xịt luôn cái phần quạt của máy lạnh luôn để cho nó vệ sinh bụi ở bên trong luôn nè, rất là tiện lợi luôn, các bạn không cần phải thuê thợ làm vệ sinh máy lạnh nha, trừ khi mà bị những sự cố lớn thì mình phải cần đến thợ thôi. Tiếp theo thì mình sẽ xịt ở phần trên luôn các bạn, vì phần trên này nó hở nè, mình xịt nó sẽ thấm vào cái dàn đồng ở bên dưới luôn nè, cho nó sạch hết luôn. Và các bạn chịu khó quan sát những cái điểm nào mà mình thấy nó dơ thì các bạn cứ xịt thôi, xịt nó vào những cái lỗi đồng để nó tạo những cái phản ứng hóa học, và những phản ứng này sẽ làm sạch bụi bẩn, và sau đó sẽ thải bụi bẩn theo cái đường ống thoát nước của máy lạnh, rất là tiện lợi luôn nè. Và mình quay lại mình xịt tiếp cho cái dàn quạt luôn nè các bạn, cho nó sạch luôn đó. Các bạn thấy không, nó bắt đầu nó bám những cái bông tuyết trên cái dàn lạnh này nè. Các bạn xịt tiếp tục, cảm thấy khi nào mà nó đầy và nó phủ hết cái dàn lạnh thì thôi. Và trong thời gian chờ đợi thì các bạn đem cái lưới lọc này mình đi rửa nước là vừa. Và sau khi mình đã rửa sạch 2 cái tấm lưới lọc này các bạn, rất là sạch sẽ nè, không còn vết bụi nào luôn nè. Tiếp đó thì các bạn gắn 2 cái lưới lọc này vào máy lạnh nha. Sau đó mình tiếp tục mình dùng cái dung dịch Sando Kabi nè, mình xịt lên cái lưới lọc này luôn để cho nó sát khuẩn lưới lọc và nó làm sạch lưới lọc luôn nha. Một công đôi chuyện luôn. Đó, mình tiếp tục mình xịt lên. Thì các bạn xịt kiểu này thì có thể nó sẽ bị hao dung dịch tí xíu nha các bạn. Cho nên nếu mà các bạn sử dụng 2 máy lạnh thì các bạn nên tiết chế lại chút xíu. Mình xịt nó vừa đủ thôi. Cái này tại mình làm 1 máy lạnh nè, cho đó mình xịt thoải mái luôn nè. Rồi, như vậy là xong. Các bạn chỉ việc chờ 10 đến 15 phút sau mình bật máy lạnh lên để nó tiến hành thải những cái chất cặn bã ra theo cái đường ống thoát nước của máy lạnh. Vậy là xong. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.